Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình nên giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ Citizen Crystal 7, huy hiệu số 7, dòng 33G. Chiếc này nó ở trong tình trạng là zin nguyên bản, cả dây khóa luôn. Khóa của nó thì chiếc đồng chiếc Citizen được triển ở bên trong khớp khóa anh em nhé. Cái dây của nó là dây zin, dây của nó thì được thiết kế dạng búa gõ, nhìn nó rất là sang chảnh. Một bộ dây Citizen khá đẹp. Chiếc này thì nó toàn thân của nó là bằng thép anh em nhé. Cái mặt sau của nó metal là metal vương miện, nó số 7. Chiếc này thì nó là toàn thân đáy của nó là đáy đúc, mở thì mở mặt. Núm của nó là núm zin. Vỏ của nó thì còn rất là bén cạnh anh em nhé. Nguyên zin chưa hề qua spa gì hết, nguyên zin cả dây khóa luôn. Chiếc này thì nó có cái xe mặt là 37mm. Mặt đeo của nó là mặt đeo màu trắng chảy tia từ tâm, bắt sáng rất là mạnh. Kim ở các cọc số là màu trắng nổi khối, kim ở các cọc số là sơn đen. Với cọc 12 giờ nó là cọc đôi, còn bên dưới cọc 12 giờ là nó là cái ô lịch thứ, lịch thượng. Lịch thượng này của nó thì là lịch thứ này thì nó là sẽ là chỉnh 9-12. 9-1 giờ. Còn cái lịch này của nó thì là lịch xe nhanh. Phía dưới lịch thứ sẽ là dòng chữ logo Citizen. Bên trên cọc 6 giờ là dòng chữ Crystal 7, logo số 7 và dòng số 33G. Chiếc này thì kính của nó là kính đá anh em nhé. Kính của nó còn rất là trong. Chiếc này thì máy của nó là máy cơ automatic và có hỗ trợ cả chức năng lên cót tay. Dòng này nguyên zin của nó lên ra tay rất là đẹp. Size dây của nó là 18 anh em nhé. Khớp vai của nó là 18. Chiếc này thì nó ở trong tình trạng là zin nguyên bản, khá là đẹp, một chiếc đồng hồ Citizen rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Chiếc này size 37, mình giao lưu anh em với giá là 3 triệu. Anh em nào có nhu cầu hợp nhãn với chiếc Citizen này, hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Mọi thông tin chi tiết của mình để ở dưới phần mô tả. Anh em quan tâm thì hãy liên lạc với mình, app Zalo với mình để có thể xem được những hình ảnh, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì anh em hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.